Phò Trạch đan đệm đan bao, Phú Lương suốt tép làng rào buộc câu, Vinh An nhiều ruộng nhiều trâu, Ưu Điểm Quảng Thái trồng dâu nuôi tầm. Nhắc đến làng Phò Trạch, một trong những làng quê nổi tiếng về nghề thủ công của vùng đất cố đô. Cách trung tâm thành phố Huế khoảng 50 km về phía bắc, ngôi làng cổ với nghề đan điệp bàng có bề dày hàng trăm năm. Ở đây hệ sinh thái của đồng bằng thềm biển với sự hình thành những vùng đất trũng quanh năm gây ngập nước đã tạo điều kiện cho cây cỏ bàng phát triển. Theo sử sách của sử của Thừa Thiên Huế thì cái làng này nó hình thành được khoảng trên 400 năm rồi. Cái cây cỏ bàng này là nó từ thiên nhiên nhưng mà cha ông đã thuần hóa và đưa vào trong cái ruộng như trong lúa vậy. Nó một năm nó thu hoạch một lần, lưu gốc hàng năm. Sau khi thu hoạch rồi thì cái gốc đó là chăm sóc, làm cỏ, thì năm sau rồi lại thu hoạch lại. Nếu mà những ruộng mà sâu bùn và tốt thì nó sẽ là cho cái nguyên liệu tốt. Đến với làng nghề Phò Trạch vào mùa thu hoạch cỏ bàng sẽ không thể quên những đồng cỏ bạt ngàn, nơi những người nông dân hiền hậu chân lấm tay bùn vẫn hàng ngày cần mẫn gắn bó với cỏ bàng như niềm vui của họ. Khi mình mang về nhà thì mình là rủ là phơi 3 ngày mới được khô. Mình khô xong là mình phân loại ra. Cái nào dài là mình đang đếm dài, mà cái nào ngắn là mình đang đếm ngắn, mà cái nào đẹp là mình đang với bằng phân đẹp. Giã bàng là hình ảnh quá đỗi thân quen đối với mỗi người dân Phò Trạch. Việc giã bàng khá tốn công sức nên thường đàn ông thanh niên trong làng sẽ đảm nhiệm. Cỏ bàng phải được giã cho mềm thì mới có thể đan và tạo hình các sản phẩm. Giã thì phải có cái động tác là phải mạnh mẽ để cho cái cối nó được nâng cao được từng nào là mạnh được máu men từng đó. Khi giã xuống là người cầm là phải kết hợp là đẩy tới đẩy lui trắng qua trở lại để cho mềm để đều bỏ bàng. Có một lần giã được một bỏ bàng như vậy á là hết khoảng 40 đến 45 phút. Trước kia cỏ bàng chỉ dùng đan đệm, đan chiếu.
Ngày nay, sản phẩm từ cỏ bàng rất đa dạng, phục vụ hầu hết các nhu cầu từ vật dụng sinh hoạt đến trang trí. Nghệ nhân Nguyễn Thị Thư là người đã làm quen với nghề đan từ khi còn là một cô bé và gắn bó với bà suốt mấy chục năm qua. Đan giỏ là công việc thường ngày của các nghệ nhân có tuổi như bà Thư. Để đan được một chiếc giỏ cũng mất cả ngày làm việc, từ công đoạn sắp lan cho đến việc đan và tạo hình cho sản phẩm. Đôi bàn tay của các nghệ nhân cứ cần mẫn tạo ra các sản phẩm tuy đơn giản nhưng rất tiện dụng cho cuộc sống. Những sản phẩm từ cỏ bàng ngoài vẻ đẹp mộc mạc còn có một mùi thơm dễ chịu và có độ bền rất cao. Thì đáng à, thì đáng lông hai chứ không phải đáng lông một. Đáng thì cứ bắt trên hai trưa dưới hai trưa đó. Mà đáng cho đẹp á, chủ yếu là đáng đúng cái thước là một hai ra. Đáng dày, dày cho đều. Chứ nếu đáng không đều hẳn không đẹp. Hầu hết các nghề thủ công đều là những nghề có thu nhập thấp. Nghề đan cỏ bàng cũng vậy. Nhưng đối với mỗi người con làng Phò Trạch, đó là nghề gắn bó với họ. Các em học sinh ngày nghỉ cũng cùng bà, cùng mẹ đan những sản phẩm để giúp đỡ gia đình. Đó cũng là những kỷ niệm tuổi thơ của mỗi đứa trẻ nơi đây. Cái nghề đấy là để truyền lại cho con cháu về sau chứ. Nếu mà cái sức khỏe nó không đi làm việc nặng được thì nó làm việc nhẹ thì cũng có cái nghề chứ. Mặc dù là thu nhập ít nhưng mà giữ cái truyền thống của nghề mình. Sinh ra và lớn lên ở làng nghề, ông Nguyễn Việt Nam là người luôn đau đáu với nghề và muốn tìm cách phát triển làng nghề để mang lại thật nhiều công việc và thu nhập cho người dân trong làng. Nhiều năm đi khắp các làng nghề trên cả nước, tìm hiểu công nghệ, mẫu mã và cách làm. Bằng tình yêu của mình, ông đã cùng các nghệ nhân trong làng làm ra các sản phẩm trang trí lưu niệm bằng cỏ bàng. Từ đó, đưa làng nghề sang một trang mới với những sản phẩm đa dạng và thu nhập cao. Tôi cũng là một người con của làng và cũng chủ yếu là làm nghề nông để sinh sống và cũng có cái nghề phụ này. Cho nên tôi thấy là bao nhiêu năm qua mà cái sản phẩm này nó mang tính chất sản phẩm chợ thôi và cái thu nhập của người dân không được là bao. Thì tôi thấy rằng là các cái cây như mây, như tre, như cỏi, như vải họ cũng đã cải tiến và có những cái sản phẩm rất là đẹp, rất là phong phú. Và họ là làm giàu lên từ đó. Thì tôi nghĩ rằng sản phẩm mình có thể cũng làm được như họ. Kể thừa trên cái lối đan truyền thống của sản phẩm truyền thống. Mình kết hợp với là có cái phương tiện thông tin. Rồi có những cái sản phẩm mà thực tế từ các nơi. Để mình thiết kế những cái kiểu dạng sản phẩm nó có tính chất hiện đại hơn. Và nó có tính chất là công dụng thẩm mỹ hơn. Từ đó cho nên tôi nghĩ và tôi là sáng tạo nên những sản phẩm này. Mặt hàng thủ công trang trí vừa kết hợp với cách đan truyền thống và cách tạo hình hiện đại. Mỗi sản phẩm đều được làm từ nhiều bộ phận khác nhau. Để làm được chiếc đèn trang trí, ông Nam cũng tự mày mò tạo hình sản phẩm. Các miếng cỏ được đặt hàng người dân trong làng theo từng kích cỡ, phù hợp cho từng sản phẩm mỹ nghệ. Ngày nay, khi xã hội phát triển, việc đưa ứng dụng thủ công vào việc thiết kế những sản phẩm trang trí được ưa chuộng, nên cũng nâng cao được thu nhập
và tạo nhiều công ăn việc làm cho các nghệ nhân. Nghề đan cỏ bàng không còn dừng lại ở những sản phẩm truyền thống như đệm, chiếu hay giỏ, mà đang dần vươn ra cả thị trường nước ngoài bằng những sản phẩm mới này. Đây là cái đèn trang trí. Cái đèn này là nó phù hợp với cả cái quán cà phê này, rồi cả cái khu resort nghỉ dưỡng này. Vì cái này là người ta gọi là hướng về thiên nhiên. Là vì đây là cái sản phẩm này hoàn toàn từ cây nguyên liệu, từ cây cỏ, cho nên nếu mình dùng bóng nó bằng sợi đốt thì nó sẽ sợi ẩm được cái chất liệu này, nó sẽ tránh được cái độ mốc cho quá trình mình sử dụng hơn và tạo độ bền cho cái sản phẩm. Người làng Phò Trạch yêu nghề, gắn bó với nghề đệm bàng từ bao đời nay, vẫn mong cho làng nghề phát triển để cải thiện cuộc sống hàng ngày. Mong ước khát khao là vậy, nhưng cuộc sống không phải bao giờ cũng thuận buồm xuôi gió. Với tình yêu với cây cỏ bàng, họ vẫn đang từng ngày giữ nghề, giữ những nét riêng độc đáo của cố đô xưa. Chúng tôi cũng khép lại bộ phim này với câu thơ của nhà thơ Đặng Huy Trứ từ thế kỷ thứ 19, miêu tả về làng nghề Phò Trạch. Nông trang thôn dã trở nên gần, đệm làng Phò Trạch khéo và xinh, cỏ năn cỏ lác giúp dân dụng, giường phản quản chi lấm bụi trần.